ngày cứ mọc 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 cử cũng được nữa. Đất này thiếu dinh dưỡng, thiếu nước, thiếu nước bọng nhỏ. Chỗ này thì bị thiếu nước, thiếu phân nhiều lắm. Dây 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 nó nhỏ. Đúng. Có bụi nó dây lên nó nhôm nhá. Rải phân xa ra, anh tưới nước tưới xa ra. Tại vì khi mà anh tưới gần á, tưới gần dữ quá là nó như là trồng trong chậu vậy đó. Tưới xa ra. Mốt đừng trồng xem bất cứ cái gì hết á. Tưới xa ra. Chứ anh trồng này khô quá. Rễ cái thì nó xuống rồi nhưng mà cái rễ nó anh phải tưới nước cho nó ra xa rồi bắt đầu ở đây này anh cuốc từ từ dung mô vô. Là cho nó dài ra là không được đi đạp ở cái này. Không được đạp vô. Bởi vì cái vườn anh hiện tại là đang bị thiếu nước trầm trọng và nước là 3 tuổi đi chăng nữa nó không nuôi nổi nè. Tại nó không giữ ẩm. Nó không có giữ ẩm. Nó thấy khô đen à. Anh tưới đủ rơm rồi mà biết nó mất rơm mất tiêu rồi. Ba cái rơm đâu có nhiêu đâu. Ba cái rơm bao nhiêu? Đúng. Là lúc đó mới trồng em có bỏ phần ngoài vô với cái nách này. Đây còn có nhiêu con đồ con nè. Giữ ẩm không nhiều. Đừng bỏ con bốt con bò đừng bỏ. Bỏ nhiều quá. Con bò mới để anh rải bỏ vô bịch bịch đen kia để xa xa vậy nè. Tự nó bò ra. Phải bịch đen mới được nha. Nó mới giữ ẩm. Đừng thấy ure nhiều quá. Ure nhiều quá nó tốt. Ure nhiều quá nó không có xích đi khác. Ngon rồi. Rồi bói nè, đẹp nè. Đẹp rồi đó. Mốt đừng có trồng sen ba kia vô dễ bệnh lắm, rất dễ bị bệnh. Anh hiện tại bây giờ anh bỏ cho nó cái phân DB đi, DB á, phân đen á, đừng bỏ gì hết, bỏ DB hết đi. Đúng rồi, DB em pha ure ít à, ure tại vì đừng, nó ngổn quá, không có dám cho nó nhiều. Đừng có cho nhiều quá, DB thôi rồi. Còn phía này bên cây giống nho nữa ha. Nho, nè, anh quấn nè. Quấn đâu nó bị đâm chèo sớm nữa ha. Bông có bình thường. Bình thường mốt lên bự bự rồi nhìn mới biết được. Khoảng tầm 3 ngày nữa. 3 ngày biết đi. Anh đi đạm nhiều. Nên đi DB đi, tạm thời đi DB đi. Lúc mình đi DB bắt đầu nó mới có đạm lăn, nó bắn rễ được. Tưới nước xa ra. Nó bỏ phù queo, phù khóc, nó dở ra nguyên cái ly còn có miếng trò. Cột rau. Còn cái miếng kia anh trồng ở dưới trồng đâu? Không, cái đám trên này nè. Lên coi, đất lên đang làm đó. Đang làm trên nè. Mốt bà chú chặt hết đi. Chặt hết. Che mát nó có bông á. Che mát nó có bông. Làm dần như đẹp đây. Quá đẹp.